destiny. Yep. It just feels like that right now. And I know it's crazy that there are two possible destinies, but we live in a clash right now. Are you ready? Either one of these could be the real one. This is the final best of three of the Clash Royale League World Finals. Morton, Muhammad Light. Giống cái nào cũng được. Giống cái gì cũng được. Quan trọng bây giờ là có trong tay là 125.000 đô rồi. Không quan trọng là giống cái gì. Let's go, Muhammad Light and Morton. Ghost, thằng Ghost trước. Lại cười. Cười cái gì đấy? Mirror Deck à? Nghe giống Mirror Deck lắm anh em ạ. Đúng rồi, gần như là Mirror rồi. Ôi, kiềm chỉ, bây giờ có ai chơi đến đâu. Ít người chơi cô đơn. Ok, quay trở lại với game đấu. Chúng ta tập trung vào bình luận vào game này hơn. Muhammad Light không đổi deck. Not exactly a mirror deck, mirror matchup. Fizzy coming. Graveyard. Poison. Yes, got a poison. Một thằng anh ta chơi cái deck Ram Rider. Mình rất sợ rằng Muhammad Light nó cười nhé. Nó cười là cảm thấy là ui ui đúng trúng mánh rồi. Đúng không? Đấy, cười, cười đúng kiểu nham hiểm. Cười mà không hở răng rồi, cười nào. À, mà chết mối rồi. Đúng rồi, có Poison sợ, sợ yếu gì. Tuy nhiên thì hắn rất cẩn thận cái turn mà một cái turn mà hay sử dụng đó là. Đúng rồi, mà chỉ mai đây rồi. Electro Wizard chặt rất hay. Wizard sẽ, Electro Wizard vẫn sang, vẫn sống. Không. Poison. Không có Poison. Fizzy. Các bạn hãy nhìn cái pha bắt bài của Muhammad Sly. Anh ta đọc bài nó còn hay hơn rất nhiều Morten. Đọc bài quá hay luôn ạ. Lý do tại sao mà anh ta đặt một con Echo Wizard ở cầu. Lý do là sao mà anh đặt để kỳ Wizard luôn. Anh tính là tính toán Eli. Khả năng tính toán Eli của rất cao luôn. Và nếu mà cứ sử dụng Poison để cho cứ để như phòng thủ cho Red Gap thì anh ta đã không có gì để công. Mình nghĩ là điệu cười này điệu cười gọi là bắt bài rồi chứ không phải điệu cười thôi. Baby Dragon lại có một flat dam. Đấy, thắng từ đầu đến cuối mà gặp đúng mỗi anh online là thua. Quá đen. Bowling là cái bài gánh bài ở trong cái game này. Gánh. Siêu gánh luôn. Ui, Ram Rider vào trụ kìa. No. Sao lại có những cái pha lỗi như vậy nhỉ? Ram Rider, Fizzy. Ôi, bên này thì làm sao mà chặn được. Out rồi, out cycle rồi. Trên nguồn Wizards, hợp lý. Tuy nhiên này bên này Mother Wick vẫn còn sống. Không được, mày Mother Wick cũng đang quá chậm. Bây giờ thì Moten anh ta all in one rồi. Fizzy.
18 giây cuối cùng. Bên kia họ có Poison. Wake up coming, Fizzy coming. Dash push. Cái chiều phải nói là cực. Mohamed Sly is the best player in the world. The best player in the world. Chiều Vũ Quỳnh. Úi dồi, con của mẹ đây rồi. Con của mẹ đây. Golden Boy chứ. Golden Boy đánh team. Không phải phí gì. Golden Boy làm quả đáp phút cuối cùng mình trả đánh. Úi, quả đấy là $100,000 đấy. Lại gật rồi. Mình thấy nó gật đấy. Không biết là nó sẽ đem cái thắng hay thua. Hot cycle à? No. Biết là nó sẽ đem cái thắng hay thua. Hot cycle à? No. Dark Prince. Lightning. Oh, deck này là deck The real Trado. Black Boy. Ủa, đây gì đây anh em? Real thôi. Executioner, chắc hình là Executioner, real, có xua. King Tower is activated. He loves to go to that safe spot. It's not the number one spot. It's the safe spot. One tile lower. Càng đấy, trời đất này càng đấy. Cannot get on top. And Momo has done that time and time again. And so Morton, Belly calling it. Not the exact deck here, but Bellican said, hey, Drill is what he's been best with lately. And here we go with Morton back to the wall. Maybe a little bit of a swerve on the bit on the Drill theory, but either way, still with this great win condition in this big moment. Vanky. Trong cái trận đấu thế này không nên để cho Vanky có một pha vẩy như vậy. Vẩy vỉa mắc ngoài. Phủ phòng thủ Vanky quá đơn giản. Phòng thủ Darkwing quá đơn giản luôn. Executioner đâu? Canon không thể ở trong Executioner. Dùng Executioner trong tuần này là không hợp lý rồi. Còn Executioner không có spell khó đánh. Executioner, nếu bạn phải có Executioner vào được một turn nào đấy thì mới ăn được. Canon đâu? Executioner đi rồi. Phòng thủ thực sự phải nói là Motor bán một phát này. Motor một hit không được. Thôi. Một tên thua rồi anh em ạ. Thua toàn tập rồi. Vua về nhì. Không ăn được. Mình phải nói là không ăn được luôn. Không có spell to làm sao mà ăn được. Định ăn cái deck nào đây? Ở này định ăn chơi định sợ rồi chơi Royal Hawk à? Đúng, chơi Motor mà. Vua về nhì rồi. Say good game rồi. Game này nó đánh còn dễ hơn cả đêm trước rồi. Dark Prince absorbs the Fire Spear, Archer Queen there to hold. Tại sao không dùng Lightning nhỉ? Không dùng Lightning luôn. Thằng Lai này nó chơi rất nhiều Archer Queen mà không dùng Lightning. Thôi 125.000 đừng muốn gì nữa. Trado lỗi rồi đó, làm sao được? Nó cười ỉa thôi. Ôi rồi Fire Spirit chết luôn kìa. Ice Spirit chết luôn, Golden Knight cũng bị luôn. Chỉ có Mighty Might ở trong cái trận này. Ôi Archer Queen. Xong.
champions. The best player in the world is confirmed. Momo Ryder, out chỉnh luôn. The best player in the world. The only KK can destroy him, but we don't have KK right now. Ui, một tên không có mẹ. Ui, buồn quá. Ui, con của mẹ. Cây cây mãi đỉnh. Xin lỗi mọi người là mình phải tắt cái nhạc này vì cái nhạc này rất dễ bị quảng ngữ bị bản quyền. Congratulations, K, thì